Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ mừng tuổi mới cực kỳ hoành tráng. Phú Hồng từ nhà đến trang phục. Ngọc Trinh quá chịu đầu tư cho sinh nhật, biến cả biệt thự 50 tỷ thành cung điện để mừng tuổi mới. Nói tới Ngọc Trinh là mỹ nhân có màn ăn mừng sinh nhật đầu tư nhất nhì vừa biết, quả không sai. Hậu buổi tiệc gợi cảm của hội bạn tại bãi biển và tối ngày 26 tháng 9, cô còn gây bất ngờ khi trang trí biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng để mừng sinh nhật sớm một ngày. Có thể thấy buổi tiệc lấy màu hồng và trắng làm chủ đạo, được bày trí nhiều hoa tươi và bóng bay vô cùng lung linh. Là nhân vật chính, Ngọc Trinh chọn chiếc váy nấp nánh ốp sát body và khoe luôn vai trần. Nữ hoàng gợi cảm vui vẻ, tươi tắn hết mức trong ngày ăn mừng tuổi mới. Ngọc Trinh đã trang trí biệt thự 54 tỷ để mừng sinh nhật cô. Cô nàng yêu thích màu hồng, cô đầu tư cả mô hình bong bóng có chữ Trinh, mặc nguyên cây hồng nấp nánh. Cách đây ít tiếng, cô còn khiến fan khi hé lộ loạt ảnh trắng đen tạo dáng uốn eo cực gợi cảm. Có thể thấy chẳng cần màu nhiều mà chỉ qua 4 khoảnh khắc ảnh trắng đen, Ngọc Trinh có đủ khiến người xem khó lòng rời mắt. Không chỉ gây ấn tượng bởi body chuẩn chỉnh, Ngọc Trinh còn thể hiện thần thái sắc lạnh quyến rũ vô cùng xuất sắc. Ngọc Trinh có thực hiện bộ ảnh để đón tuổi mới của mình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.